Liên hội cựu chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa tại Dallas Fort Worth và các vùng phụ cận sẽ tổ chức buổi tiệc mừng Xuân Đinh Dậu 2017, không ngoài mục đích để quân dân cán chính Việt Nam Cộng hòa chúng ta có dịp gặp lại nhau, đón chào xuân mới, hàn huyên, ôn lại những kỷ niệm một thời chinh chiến đã qua trong tinh thần huynh đệ chi binh, đoàn kết và thương yêu nơi xứ người. Chương trình văn nghệ khiêu vũ tiệc xuân thật đặc sắc do các hội quân dân và thân hữu đóng góp có sổ số lấy hên đầu năm sẽ được tổ chức tại nhà hàng Thanh Thanh 817-275-2449 vào ngày Chủ nhật 15 tháng 1 năm 2017 lúc 12 giờ trưa. Trân trọng kính mời.